Cô sáu khôn ngoan.
đường về hình lúc bao xa, thành tân thủy thú vào ra tháng ngày. Lầu hồng phủ tí đông tây phù nam mô sao chữ gì đà bạn hội con là người thành kính thành đồng họ Nguyễn là người nhất tâm sơn lâm mơ như nước bể tràn đầy ai vay phải trả đừng có mà quên đi ai có quên cô để cho mà quên một lần không trả cô sáu bằng đèn thành ba soy.
sâu xa. Oh,
ngập thu gieo và sáng đàn ra hồi cùng.